Và thí sinh tiếp theo sẽ dự thi một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, ca khúc Niệm Khúc Cuối, thí sinh số báo danh 187 Huỳnh Tấn Phát, và mời thí sinh Nguyễn Thị Kim Trinh chuẩn bị. Tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời, dù cho mây hay cho bão tố cố kéo qua đây, dù có gió lạnh đầy, có tuyết buồn lệ, có lá buồn gầy, dù sao đi nữa tôi cũng yêu em. Cửa với nhau cho nhau yên vui ấm áp cuộc đời, tìm mỗi nhau cho nhau giá nát yên đau. Vừa đôi từ đây tóc rối bạc màu vết dấu tình sầu, nhìn em giây phút buồn nỗi yêu em. Xin cho tôi như cơn ngủ, đưa em một lần, đưa em vào mộng, đưa em vào đời một thời yêu đương. Cho tôi xin em như gối mộng, cho tôi ôm em vào lòng, xin cho một lần chưa đến mặn nồng yêu thương vợ chồng. Dù mãi đây anh đưa em đi đến cuối cuộc đời, dù cho em đang tâm sẽ nát tim tôi, dù có ước ngàn lời, có trách một đời cũng đã buồn rồi. Tình ơi, dù sao đi nữa, xin vẫn yêu em. Tình ơi, dù sao đi nữa, xin vẫn yêu em. Xin được cảm ơn thí sinh Huỳnh Tấn Phát. Cho phép em được gọi chú bằng anh được không? Yeah. Bởi vì trong âm nhạc chúng ta không giới hạn về độ tuổi, dù già hay trẻ thì khi gặp nhau tại cuộc thi ngôi sao âm nhạc của chúng tôi thì chúng ta là một gia đình, nên em được gọi anh bằng anh nha. Dạ, anh không giận em. Dạ rồi, em cảm ơn phần dự thi của anh và cho em hỏi là không biết mình đến từ đâu ạ? Hiện tại mình đang sinh sống và làm việc ở đâu? Dạ. Bây giờ về hưu rồi. Về hưu và anh đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh hay là một tỉnh nào khác ạ? Hồ Chí Minh ở quận 6. Quận 6, và vì sao anh chọn cuộc thi ngôi sao âm nhạc của chúng tôi để tham gia? Tại vì mình yêu âm nhạc, để tham dự. Dạ, và anh đã từng tham gia cuộc thi nào khác chưa? Không, đây gần được. Và cái cảm giác của anh khi mà anh được tham gia chung với rất nhiều những bạn trẻ đáng tuổi con cháu của mình, và giọng hát của họ thì rất là nội lực, anh có cảm thấy mình là bị áp lực nhiều không với những cái bạn này không? Nhiều mấy, nhưng mà hơi run. Hơi run. Bây giờ anh đã bớt run chưa?
Rồi em phỏng vấn như vậy để em đỡ run và nghe phần nhận xét ban giám khảo. Chúng ta hãy dành cho thí sinh Huỳnh Tấn Phát một tràng vỗ tay lớn để anh sẽ bình tĩnh hơn nữa đến với phần nhận xét của bộ ban giám khảo. Xin mời Thái Bảo. Con chào chú Tấn Phát. Giọng của chú rất là nội lực, rất là tốt, có tình cảm. Nhưng mà chú có một chút xíu đáng tiếc, và có thể là cho chú run quá, chú đúng đứng một chỗ. Và cái động tác của chú chỉ có ra vào như thế này thôi, thì làm cho cái ca khúc của mình nó buồn một xíu thôi. Cái giọng cũng rất là trầm, tốt. Và con nói là thích của chú. Xin được cảm ơn giám khảo Thái Bảo đã có những phần chia sẻ rất dễ thương dành cho thí sinh Huỳnh Tấn Phát. Và em cũng xin chúc anh sẽ thành công hơn nữa nếu anh có cơ hội bước vào vòng trong. Chúc mừng anh. Cảm ơn phần cổ vũ rất nhiệt thành của tất cả các bạn đang tham gia.